Chúng cháu chào các bác, các cô, các chú nha. Chúng cháu chào các ông, các bà nha. Đây là năm nàng công chúa và một hoàng tử. Đây. Năm nàng công chúa, năm nàng, một hoàng hậu này, bốn nàng công chúa và một đức vua nha. Đức vua Vani. Chị Ngọc trêu rồi. Anh Vani đẹp trai. Anh Vani chuẩn bị đi làm nuôi con nha. Bốn cái mồm, cái miệng há mồm này á, nó hơi bị tốn nọ. Mà mẹ thì chưa phấn đấu được để đến cái mức để nuôi được cả bốn đứa. Thì Vani đi làm nuôi bốn đứa, quyết định giữ bốn đứa lại nha. Được chưa? Nha. Nha, quyết định giữ bốn đứa lại, Vani đi làm nuôi các con nha. Được không? Rồi, Sữa Sữa lần trước cũng đi làm đấy, Sữa Sữa lần trước cũng đi làm ở công ty đấy. Sữa Sữa là được chủ tịch Đinh Các Tuấn cho một cái xúc xích đấy. Mỗi ngày một cái xúc xích 10.000 nhỉ. 30 ngày là được 300. Đấy, và Sữa Sữa đi làm đấy, nuôi thân. Đầu tiên là nuôi cái thân đã. Rồi mới tính đến nuôi chồng và nuôi con nhỉ. Nếu còn chồng thì nhìn ra cơ hội để đi làm nuôi vợ nuôi con rồi nhỉ. Có cái thanh bút chì xịn như thế kia mà không đi làm thì chết nhỉ. Xí lắm. Hôm trước mấy bác mà cũng đề xuất rồi, bảo là chị ơi cho con màu nâu nhà em nó phối với cái con Vani nhà chị, nó khỏe mạnh đẹp dai. Thế nhưng mà lúc đấy là bố Hưng chưa đồng ý, bố Hưng bắt là Vani phải chung thủy với Sữa Sữa thôi. Thế bây giờ thì thôi mẹ quyết định phá ra nhá. Cái đàn con như thế này ai mà nuôi được, đâu như thế này. Đến lúc này là mẹ cháu kiệt quệ rồi đây này. Bốn đứa nhiên nhá. Đồng như quân nguyên, ăn gì như là ông vợ tổ luôn. Đấy, tròn trùng trục như thế này đây. Ngày hôm nay là ngày số 37 rồi đây, ngày 37 của các bé đây. Đó. Đấy, như bây giờ mà thành các cục bông di động y hệt mẹ Pách mua mình lúc nhỏ. Úi dồi ôi, bây giờ lại còn tha cả cái chậu đi, làm gì còn cái gì đâu mà tha. Ôi ôi, tha cả cái chậu sắt kéo đi này. Ôi ghê không đấy. Bây giờ thấy nó lớn chưa, các bác thấy nó lớn chưa, nó còn vần cả được cái chậu sắt đấy. Thôi bây giờ mẹ cháu đi pha thêm cho chúng nó uống, bởi vì nó đói quá, nó lại đang tha cái bát uống này, xong rồi nó lại đang vần mẹ nó ra đây. Đang vần mẹ nó ra đây. Đấy, mà chuẩn bị đến 2 tháng là cai sữa để mẹ Sữa Sữa phải đi làm nhá. Mẹ Sữa Sữa phải đi làm Long Biên nhá. Long Biên Hoàng Cầu nhá. Nhá. Còn bố Vani cũng chuẩn bị đi làm nha. Bây giờ đến hơn 1 tháng rồi. Nuôi bao cấp đến bây giờ là được rồi. Đấy, bây giờ thì phải đi làm nuôi vợ nuôi con thôi nha. Các con chưa làm được thì bây giờ bố Vani và mẹ Sữa Sữa phải đi làm. Vani Sữa Sữa phải đi spa xinh đẹp này, xong rồi đi làm, được chưa? Đấy, còn đâu Vani thì đi làm part time, còn Sữa đi làm full time, được chưa? Vani là nhận job. Nhận job là gì nhỉ? Chuyên phối giống. Đấy, anh Vani là chuyên phối giống. Giá cả hợp lý. Thay vì 1.500.000, 2.500.000 giống như là hôm mẹ hỏi cho Sữa Sữa ấy, thì cháu đẹp da như này nhưng mà mỗi lần chỉ triệu thôi. Cháu triệu thôi. Triệu thôi, bao đỡ nhỉ. Để cháu kiếm tiền để cháu nuôi con cháu chứ nhỉ. 1 tháng cháu phải có 4 lần cho đi kiếm tiền để được 4 triệu nuôi vợ nuôi con cháu chứ nhỉ. Nhiều lắm nha, nuôi vợ nuôi con nha. Còn nó yên tâm, riêng Vani thì ăn uống thì khỏi phải nói rồi. Ăn uống rất là khỏe và chuẩn mực luôn. Thể dục thể thao thì cũng tuyệt vời. Ham ăn, ham chơi, ham đi lại. Đứa bé cún để bây giờ nó cũng tương đối rồi.
cứng gạc rồi, bây giờ bằng mẹ bắt cô mình lúc đón về rồi. Đi làm đi thôi, chị Ngọc còn phải đi làm ủng hộ các em nhỉ. Chị Ngọc còn đi làm này nhỉ, chị Ngọc còn đi học việc nè. Con bảo bọn chú chị các bạn, cháu cũng muốn đi làm. Ba cho cháu đi sớm, ba đẹp đi, cháu đi sang, cháu làm thú cưng. Cháu đi chuyên đi chụp ảnh, chụp ảnh đẹp nhỉ. Cháu chuyên đi chụp ảnh đó. Rồi nha. Thôi mẹ cháu kết thúc cái video này ở đây, để chuẩn bị đi làm bên Long Biên đây à. Đi nhà bên Long Biên đây à. Các bác ơi, nó mọc răng rồi. Bọn này nó mọc răng rồi. Bây giờ à, úi dồi, nghịch không. Úi dồi, con gái mà cắn nhau ghê không. Đứa nào đây. Hai đứa này cái gớm lắm này. Rồi, nó đứng ra cạnh cho chị Ngọc đấy. Rồi. Sữa này. Thôi. Còn có một con nó đang hơi bị cái gì nhỉ? Ho đấy. Cái hôm trước là tắm cho nó xong rồi sấy không kỹ. Ôi trời, bà xin lỗi chứ. Bà xin lỗi nhá. Cái tắm mà sấy không kỹ rồi nó bị nệnh đây một tí đấy nhỉ. Bà xin lỗi nha. Rồi. Và cháu xin kết thúc video ở đây. Xin chào các ông bà, các cô, các bác nha. Hẹn gặp lại các cô bác ở những video tiếp theo của nhà cháu nha. Úi dồi, nó vật đấy, nó vật nhau đấy các bác đấy.